Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. Đắk Nông có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 5 năm, lực lượng công an tỉnh Đắk Nông đã điều tra, xử lý 42 vụ, 71 bị can có hành vi hoạt động tín dụng đen. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 11 tháng 6. Ngay sau đây, Mời quý vị và các bạn đến với những nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết, ngành y tế địa phương kích hoạt các phương án phòng chống dịch bệnh phù hợp với tình hình. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Tôn Thị Ngọc Hạnh khi kiểm tra phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa vào sáng nay 11 tháng 6. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị địa phương và các tổ chức đoàn thể xã hội tăng cường phối hợp tuyên truyền nhân dân giữ vệ sinh môi trường nâng cao sức khỏe đề phòng chống tất cả dịch bệnh thành phố chỉ đạo các địa phương ngành y tế giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh phát hiện sớm xử lý triệt để khi phát hiện ca bệnh ổ dịch tuyệt đối không bỏ sót ổ dịch ca bệnh để ngăn chặn nguồn lây không để dịch bệnh bùng phát lan rộng bệnh viện đa khoa tỉnh giả soát lại hệ thống thiết bị y tế thuốc điều trị phương tiện để đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh Hiện trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa ghi nhận 373 ca bệnh sốt xuất huyết tại 8 trên 8 xã, phường tăng 5,5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Toàn thành phố ghi nhận 26 ổ dịch, hiện có 9 ổ dịch đang hoạt động, không ghi nhận trường hợp tử vong. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở Đắk Nông giảm từ 27,5% năm 2022 xuống còn 25,7% năm 2023. Thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng Năm 2024, tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi ở các huyện nghèo từ 2% trở lên so với năm 2023. Để đạt được mục tiêu trên, nhiều giải pháp đã và đang được tập trung thực hiện như cung cấp các dịch vụ tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai cho đến khi trẻ được 2 tuổi, bổ sung vi chất dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng, phát hiện, điều trị và quản lý suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em tại cộng đồng, tẩy run định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi và phụ nữ tuổi sinh đẻ chuẩn bị mang thai. Một bệnh nhân bị đâm xuyên thấu bụng và ngực vừa được các y, bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông cứu sống thành công. Bệnh nhân trú tại xã Đắk Hà, huyện Đắk Long nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông trong tình trạng sốc chấn thương, lơ mơ, mất máu nặng do vết thương xuyên thấu bụng, thấu ngực. Qua thăm khám cho thấy bệnh nhân bị vết thương đâm thủng ruột, đứt động mạch mạc treo ruột và xuyên ngực. Ngay lập tức đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông tổ chức cấp cứu, báo động đỏ và chuyển mổ khẩn cấp để cứu bệnh nhân ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 tiếng đã cứu sống bệnh nhân thành công. Hiện tại, sau 2 ngày mổ cấp cứu, chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân đã tỉnh, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực. Đắk Nông có 5 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thông tin được văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông cho biết. Theo văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông, kết quả trên mới đạt 41,6% so với mục tiêu đề ra đến năm 2025 có 12 xã. Để thực hiện được mục tiêu có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cần sự quyết liệt, quyết tâm, liên tục phấn đấu của các địa phương đang triển khai và đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đắk Nông tiếp tục phát huy sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu, với quyết tâm ngay từ cơ sở nhằm không ngừng nâng cao chất lượng nông thôn mới. Giai đoạn 2019 đến 2024, lực lượng công an tỉnh Đắk Nông đã điều tra, xử lý 42 vụ 71 bị can có hành vi hoạt động tín dụng đen. Theo đánh giá của công an tỉnh Đắk Nông, qua 5 năm thực hiện chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của người dân về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen được nâng lên. Các cấp chính quyền đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương đến đây thời lượng dành cho chương trình đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại